Wow, ngon quá đi. Ủa, bữa nay mẹ ăn tương hả? Ừ, ăn cẩn thận nha con. Mẹ ăn đây. Mẹ ăn tương, mô Phật. Ăn gấp kỹ nha con. Bữa nay mẹ ăn tương đó. Dạ con mời mẹ ăn. Thường bữa nay mẹ nướng ngon quá. Ngon quá à. Ngon lắm, người ăn từ biển là chất lượng luôn á. Cái món này món gì vậy mẹ? Tương đó. Cho con miếng đi. Bay ơi. Bữa nay tao ăn tương mà là mày làm gì vậy? Bữa nay tôi ăn chay mà tôi gặp nó, tôi tù không được. Trời ơi là trời. Mẹ, mẹ ăn tương không? Không tốt rồi. Cay. Cay đúng không? Mẹ ăn dính tùm lum hết à. Đâu có dính đâu. Cái mặt mẹ dính kìa. Trời ơi tôi ăn có dính đâu mà nó nói. Bữa nay tôi mà không yên với mày nữa. Và đây là hậu trường. Wow, ngon quá đi. Không tốt. Vô đây nè. Wow, ngon quá đi. Đã mẹ dằn với con. Bữa nay tôi tu mà hả? Tôi tu với nó. Nói lại. Trời, bữa nay tôi tu với... Ăn cẩn thận nha con. Ừ, ăn cẩn thận nha con. Nhìn em. Ủa, ăn món ngoài hả? Từ. Ừ, ăn cẩn thận nha con. Mẹ ăn đây. Nay mẹ ăn tương. Nay mẹ ăn tương. Mô Phật. Mô Phật. Ăn gấp kỹ nha. Ăn gấp kỹ nha. Nhìn bảo nè, ến nè. Ăn gấp kỹ nha con. Nay mẹ ăn tương đó. Bữa nay mẹ ăn tương đó. Sườn bữa nay mẹ nướng ngon quá. Rồi gấp miếng sườn. Hả? Gấp sườn. Gấp sườn em. Wow. Rồi ăn với bộ ăn miếng sườn đó đi. Lấy cầm chén xích lên. Cầm cái chén lên cho anh Thịnh quay. Xích lên. Ừ, rồi ăn. Ngon quá. Ngon quá. Rồi. Ủa cái này cái món gì vậy mẹ? Nè, em chỉ vô cái tô này nè. Ủa cái món này món gì vậy mẹ? Tường đó. Rồi, để cho con miếng. Trời cho mừng con, dạ, cho dạ. Con. Dạ. Cho con miếng đi. Trời lên rồi. Quạo lên. Rồi giờ gấp lại. Gấp lại. Để gấp miếng. Rồi Sushi đánh vô tay nè. Ây da. Không có cười. Sushi không cười đánh, không có cười gã lại. Đánh. Bữa nay tao ăn tương đó. Bữa nay tao ăn tương đó. Sao mày gấp lên rồi? Bỏ cái bữa nay tao ăn tương mà mày làm cái gì vậy? Bữa nay tao ăn tương mà là mày làm gì vậy?